Và cuối cùng thì Novak Djokovic cũng bẻ lại được. Bóng vẫn trong sân. Một cú passing bằng một cú cắt bóng. Cuối cùng thì Nadal cũng chiến thắng trong giờ đấu này. Thì phần hết của Novak Djokovic đã. Bóng ngoài rồi và như vậy là Nadal đã chiến thắng trong set 1 của trận chung kết. Djokovic đã chờ Nadal đánh hỏng. Anh vươn lên 3-1. Nadal cho thấy không chỉ cú thuận tay mà cú cháy tay anh cũng có thể